Xin chào các bạn. Hôm nay mình mới đặt chân đến Hy Lạp. Mình đi theo cái đơn nông nghiệp là làm farm, hái dâu, hái nho và tới mùa thì hái ô liu. Thì hôm nay mình quay để cho các bạn xem là cái cảnh ở bên farm ở bên Hy Lạp nó sẽ như thế nào nha. Đó, các bạn xem ngược nắng. Thì hôm nay mình cũng muốn quay cái video này để nói về cái quá trình mình đi đi sang cái nước Hy Lạp này. Thì để cho các bạn nào mà có cái nguyện vọng đi xuất khẩu lao động á, thì các bạn cân nhắc nha. Thì mình mới vừa đặt chân đến đây là lúc lúc 3 giờ sáng ở giờ của Hy Lạp nha. 3 giờ sáng giờ của Hy Lạp thì giờ Việt Nam là khoảng cộng thêm 4 tiếng là khoảng 7 giờ. 7 giờ sáng ở Việt Nam là mình đặt chân đến đây. Thì mới đặt chân đến cho nên là còn mệt, cho nên là mình chưa có bắt đầu công việc được. Mình với hai cái bạn, hai vợ chồng hôm nay nghỉ, cho nên là mình rảnh mình quay cái clip này để tâm sự với các bạn về chuyện đi Hy Lạp. Thì mình đi Hy Lạp, mình đi qua công ty Bình Minh ở ở Hà Nội á, ở cái văn phòng đặt ở ở trường Cao đẳng Công nghiệp Đường sắt Hà Nội á. Thì tổng chi phí mình đi á thì là 7.500 đô đó. Còn cộng thêm những cái chi phí phát sinh như là đóng visa hết 3 triệu, rồi tiền mua đồng phục ở công ty là 1.500.000 nữa, là cái đó là tổng chi phí á. Thì trước khi đi thì công ty Bình Minh cũng có làm cái buổi tiễn người lao động. Thì bên ban giám đốc công ty cũng hỏi tất cả người lao động là các bạn ai mà đi mà quá 7.500 á thì các bạn nói thật với công ty để công ty sẽ lấy lại tiền đó cho các bạn. Có nghĩa là ngoài 7.500 ra mà mình đi mắc hơn á thì công ty sẽ lấy lại cái tiền đó trả lại cho người lao động. Thì theo mình thấy cái chính sách của công ty Bình Minh cũng rất là ok. Thì mình nếu mà mình đăng ký đi là cách đây 1 năm rồi, hồi tháng 4 2023, hiện giờ là mình đã có mặt tại Hy Lạp rồi. Cái video này mình làm cái video này để mình thông báo là từ nay cái kênh của mình sau cái video này mình sẽ đổi lại là Thế Anh Cuộc Sống Hy Lạp, chứ không, mình không còn làm bên nhạc nữa, đờn ca tài tử nữa. Thì mình vẫn up, nếu mà mình có đàn thì mình vẫn up lên cái kênh này. Thì mọi người có xem thì vào xem và đăng ký ủng hộ nha. Thì trong cái video này mình chỉ nói về cái chuyến đi của mình thôi, chuyến đi mình từ Việt Nam đến Hy Lạp. Và khi mình qua đây thì mình ở cái cuộc sống mình như thế nào thôi. Thì từ nay trở đi mình sẽ làm cái cuộc sống về ở đây, về cái công việc mình đi làm farm đó. Thì các bạn nhớ theo dõi nha, các bạn nhớ ủng hộ mình bằng cách cho mình một like, một đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người đều biết nha. Mình cũng nhắn với các bạn là mình sẽ chia sẻ thật, có sao mình sẽ nói vậy, để cho các bạn nào muốn tìm một cơ hội ở nước ngoài, muốn cải thiện cái thu nhập để giúp đỡ cho gia đình thì các bạn cân nhắc rồi các bạn đi ha. Thì như mình đã nói hồi nãy là mình đi chi phí tổng cộng là 7.500 đô, cộng với lại 3 triệu đóng ở Đại sứ quán Hy Lạp và
một triệu rưỡi để mua đồng phục ở công ty. Rồi cái đó là tổng chi phí hết, ngoài ra không còn phát sinh chi phí nào nữa hết. Cái đó là mình có sao mình nói vậy chứ mình không có PR cho công ty đâu nha, mình là người thật việc thật á. Thì cũng mong các bạn theo dõi kênh và ủng hộ mình nha. Rồi cảm ơn các bạn nhiều. Rồi mình xin nói tiếp nha. Thì mình xin giới thiệu về cái đất nước Hy Lạp này. Thì Hy Lạp á, nó diện tích nó khoảng 130 mấy ngàn km vuông á. Thì nó bằng 1/3 diện tích của Việt Nam. Dân số thì khoảng 10 triệu dân. Đó. Thì bữa mình đi phỏng vấn ở Đại sứ quán Hy Lạp á, thì cái đoàn mình đi là có 6 người. Thì cái chị ở Đại sứ quán Hy Lạp á, chị hỏi anh bạn đi chung với mình đó là bạn có muốn định cư ở Hy Lạp không? Đó. Thì chị đã nói là ở Hy Lạp bây giờ rất cần người lao động, tại vì thiếu nhiều lắm. Rồi, cho nên là cái chính sách nhập cư đang được ưu tiên. Đó, đang được ưu tiên, cho nên là các bạn mà sang Hy Lạp đây á là sẽ được ưu tiên nhập cư Hy Lạp. Thì mình cũng không tin luôn là ở Hy Lạp này á là cung cấp nông nghiệp cho toàn châu Âu. Thì Hy Lạp là chiếm là 60% sản phẩm nông nghiệp cung cấp ở thị trường châu Âu, thì tiềm năng rất là lớn. Cho nên là cái cơ hội của mình á thì rất là nhiều. Rất là nhiều. Đó. Thì ở Hy Lạp này á, họ tuyển dụng người lao động ở khắp cả thế giới. Thì có độ tuổi từ 18 đến 50 tuổi. Đó. Thì mình đi là qua công ty Bình Minh. À, công ty Bình Minh hiện giờ là trực thuộc của Bộ Việt Nam á. Thì đây là một cái công ty gọi là hợp pháp, được nhà nước Việt Nam gọi là cấp phép á, để mà tuyển người lao động đi khắp các nước. Thì ở Hy Lạp này á, hồi lúc trước cũng có nhiều lao động đến đây để làm ở Việt Nam sang làm rồi trốn đi ra nước ngoài, trốn sang Anh, sang Đức gì đó. Cho nên là mình đợi lâu khoảng 1 năm là cũng là do lý do này. Thì bên Hy Lạp với bên Việt Nam đã ký cam kết với nhau rồi. Thì bên Hy Lạp yêu cầu bên Việt Nam là phải đảm bảo người lao động sang đây làm việc và không có trốn nữa. Thì khi mình qua đây á, thì bên phía công ty sẽ giữ cái hộ chiếu của mình 1 năm. Sau 1 năm đó, nếu mà mình muốn đi sang nước khác để mà làm việc thì công ty sẽ hỗ trợ cho mình đi hợp pháp. Đó. Thì các bạn những cái thông tin này để các bạn tham khảo nha. Rồi mình cân nhắc, rồi mình chọn ha. Thì những cái này là sự thật. Mình chia sẻ với các bạn nha. Ok. Giờ mình sẽ đi quay cái farm, rồi mình quay cái phòng mình ở cho các bạn thấy nha, người lao động sang sẽ ở trong farm như thế nào. Thì đoàn mình đi là 9 người, có thì có 6 người làm ở ngoài đảo. Làm ngoài đảo là cũng làm farm. Thì làm về trồng cà chua, dưa leo rồi đó. Đó, thì còn mình thì mình ở trong đất liền. Rồi bây giờ cuộc sống ngoài đảo thì mình không biết nha. Còn bây giờ mình sẽ chia sẻ cái cuộc sống của mình ở đây, cái khu nhà mình ở cho các bạn xem nha. Thì đây là mình sẽ giới thiệu. Đây là hai bạn trẻ nè, hai vợ chồng trẻ cũng đi chung chuyến với mình nè. Cũng mới đáp xuống sáng nay. Thì hai bạn đang nhận phòng và
Dạ đang gọi là đang thiết kế lại cái phòng. Thì phòng mình cũng giống y như nhà trọ ở Việt Nam thôi. Nó cũng 3x4, chỉ là làm giả chiến. Nền thì nền xi măng. Cái này giống y như là họ đang làm tạm đó. Tại vì nghe chủ nói là do mình qua đây mình trốn nhiều quá, cho nên là chủ không có xây kiên cố. Khi nào mà mình làm việc kiên cố cố định thì chủ sẽ xây nhà đàng hoàng cho mình ở. Thì ở cái phòng nó nguyên một dãy phòng y như là dãy nhà trọ. Bây giờ mình sẽ đi quay cái nhà vệ sinh cho các bạn xem nhé. Đây là khu vệ sinh của người lao động. Ở đây thì chỉ che cái tấm bạt thôi, nhưng mà cũng sạch sẽ. Bên là nhà vệ sinh, bên là nhà tắm. Đây, nhà tắm. Đây, nhà vệ sinh. Nhìn thì cũng rất là sạch sẽ. Đó. Thì hai dãy, một bên là nhà tắm. Còn một bên là nhà vệ sinh nhé. Ok, giờ mình sẽ quay tới cái nhà bếp nha. Cái nhà bếp cho mọi người. Thì cái nhà bếp này là được cấp phát cho người Việt Nam. Hiện tại thì chưa có bếp, có cái bếp này thấy bị nứt, nhưng mà các bạn nó vẫn nấu được. Đó, bồn rửa. Và có một cái tủ đông. Tủ đông này mình mua đồ về mình để trong đây để dành nấu ăn. Đây là buổi sáng tại một farm ở Hy Lạp nha các bạn. Bây giờ ở hiện tại bây giờ là 7 giờ sáng thì mặt trời đang nhú. Còn đây là cái dãy nhà mà người lao động sang làm farm sẽ ở trong những cái ngôi nhà như thế này. Các bạn lao động trồng hành để ăn. Bây giờ mình sẽ quay toàn cảnh cái nơi ở và cái farm. Đây là farm dâu nha các bạn. Đó. Ở đây có cây ô liu nè. Cây ô liu mùa này đang ra hoa. Khoảng tháng 11, 12 là thu hoạch ô liu nè. Cảnh buổi sáng rất là yên bình. Chim kêu, gà gáy. Chim bay lượn buổi sáng. Mình mới qua mình rất là thích. Dâu nè, trái rất là to. To gấp 7-8 lần trái dâu ở Việt Nam ấy. Các bạn nhìn cái ngón tay của mình để vô trái dâu nè. Trời ơi, to ấn không? Này, ngón tay cái nè. Đó, trái dâu rất là to. Có anh này mới qua cùng đợt với mình nè. Anh này bữa nay cũng được nghỉ. Mấy anh em mới qua cách đây 2 tiếng đồng hồ à, là tới giờ đi làm rồi. Cho nên hôm nay anh em được nghỉ một hôm để lấy lại sức, rồi ngày mai bắt đầu đi vào việc. Nãy thấy ở dưới đây nè, nó có những cái bông hoa rất là đẹp. Mình không biết hoa gì. Hoa đỏ rực đẹp lắm. Để xuống quay cho các bạn xem nha.
sẽ đi qua đây. Wow, à, đẹp không? Wow, đẹp. Ở phía trước nó đỏ rực giống như là hoa tulip vậy. Giống hoa tulip này mà có cái bình bứt vào chân đẹp lắm nè. Hoa rất là đẹp. Nhiều lắm. Nhiều hoa dại nữa. Đây. Nguyên một láng hoa luôn, rất là đẹp. Đây là bãi đất trống nè, chuẩn bị chắc là chuẩn bị trồng cái gì đó. Mình mới qua chứ. Mình mới qua cách đây 2 tiếng hồ cho nên là không biết được. Đó, toàn cảnh cái khu nhà mình ở nè. Khu nhà cho người lao động ở. Cũng giống nhà trọ bên Việt Nam thôi. Cũng cái căn phòng cũng 3x4 à, 3x4 mét. Toilet thì ở bên ngoài. Thì công việc ở đây á, theo như những người mà làm ở đây 10 năm rồi thì họ nói là công việc ổn định, không có bị thất nghiệp, rồi việc làm thì đầy đủ, chủ trả lương tới tháng, trả lương đàng hoàng. Rồi mình xin kết thúc video này ở đây. Video sau mình sẽ nói về cái tiền lương và những cái tiền mình sinh hoạt nha, hàng tháng. Xin chào các bạn nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh và ủng hộ một like nha, nhớ chia sẻ cho tất cả mọi người đều biết. Nếu mà có thắc mắc hay là có muốn hỏi gì thì các bạn cứ mạnh dạn comment bên dưới, mình sẽ trả lời các bạn nha. Mình sẽ bên dưới mình sẽ để điện thoại, số điện thoại của mình luôn. Có gì các bạn cứ liên hệ. Rồi, mình tới đây video tới đây hết rồi, mình xin chào tạm biệt các bạn nha.